Câu của Hoàng là điện nó yêu cầu là phân loại hợp chất. Nhớ ngay, phân loại hợp chất vô cơ là nó có bốn loại. Hoàng là có liệt kê là gồm oxit này, axit, bazơ với muối. Ok nè. Chứ phải là phân loại oxit đâu hay không? Thứ nhất là oxit nè. Thứ nhì là axit nè. Thứ ba là bazơ nè. Thứ tư là muối nè. Bây giờ oxit CO là thuộc loại nào? Hoàng ơi, con làm đó là con dễ thì sót lắm. Con đi thì trái, không phải nè. CO là oxit hay là gì? Oxit, điền vô. Rồi, NO2 là oxit hay là gì? Oxit luôn, điền vô. KNO3 là gì? Oxit không? Là gì? Ờ, thì điền qua đó, chứ con làm kiểu đó là con ngồi con đếm, đó là con xài, con xài bị thiếu vô coi. Ừ, đúng rồi. Phân loại oxit mà. Rồi HClO4 là gì con? HClO4 bắt đầu bằng nguyên tố gì? Nguyên tố H thì hắn là gì? Axit. Rồi tiếp tục KMNO4 là gì đây? Muối. CaCO3 nào, muối. FeCl3 nào, muối luôn. COOH 2 lần. Có nhóm gì đó thì nó là gì? Hả? Có nhóm OH là bazơ. Có nhóm OH là bazơ chứ. Ok chưa? A là HO3 là gì? A là HO3. Chế độ 2 là gì? Điền chỉ lạ đó. Chế độ 2 là gì đó? Có bắt đầu bằng H không mà là axit. A là HO3 là gì? Oxit. Oxit. Ok chưa? Yeah. Xong nha. Phân loại hợp chất là chúng ta đang học loại hợp chất vô cơ thì nó có bốn loại. Là oxit, axit, bazơ và muối. Là con rà từ trái sang phải được con điền. Chứ là con đừng có nhìn được con đếm muối bao nhiêu là con nghe đó là thế nào con làm sóc. Rồi bài số 2. Bài số 2 của thằng Khiêm. Oxit là gì? Oxit là hợp chất có hai nguyên tố, ok. Trong đó có một nguyên tố là gì? Đúng rồi, là oxy. Rồi cho ví dụ đi con. Thôi viết một khái niệm thôi. Chép đi, viết chép chỉ cả hai cái khái niệm dữ vậy. Nói chữ này thì không nói chữ kia nữa. Rồi ví dụ con à. Ừ. Hai bao giờ? Ví dụ nào? Ví dụ hai chấm với răng, ví dụ phải y phát nữa. Ví dụ là gì? Thái độ 2. Ok, ai nữa? Na2O, ok, cho ba cái đi con. No, ok. Đồng ý không? 12 nè. Nè nha Lê nè. Dựa vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân oxit thành 4 loại là oxit axit. À, oxit bazơ, oxit lưỡng tính và oxit trung tính. Cái gì mà rù rù đó hè, đang làm bài mà cứ rù rù đi đi, sắp tới học bài rượu nơi á, học có đi xong là học bài rượu đó, rượu với axit. Rồi cho ví dụ năm oxit axit nào và gọi tên nha. Còn bán cho ví dụ gì đây? Đầu tiên
Bị hao năng, ok. Gọi thế là gì con? Đi phốt phò. Bàn tàu xích. Rồi, CO2. Chọn từ chọn. CO2 là yêu cầu 2 mà. Carbon dioxide. Rồi SO2. SO2 là gì đó con Vi? Ok. Rồi cái gì nữa? BRO mô ra vậy? BR làm chỉ có hóa trị 2 đó. BR có hóa trị lẻ thôi. Kiếm những cái gì mà nó gần gũi tụi con kìa. NO là oxit trung tính cơ mà. Bỉ ra. Ủa với kali là cái gì? Kim loại hóa trị 1, K2O là oxit ba dơ chứ mô ra mô oxit axit. Dạ không ba. Ấy đồ ba. Lưu hình trị oxit. Ok, SO2. Con có thể lấy một cái số oxit axit do kim loại tạo lên, ví dụ là CRO3 hay là MN27 cũng được. Rồi về oxit bazơ. Rồi bé. Oxit bazơ thì nhiều quá chừng luôn. Cho ví dụ câu oxit bazơ tan với không tan nha. Ví dụ oxit bazơ tan thì có bốn cái cần phải nhớ đúng chưa? Cho ví dụ đi cho đại đi chứ răng mà đứng nhìn hoài vậy. Mà dòm tài liệu. F2O3. Sắt bao oxit. Rồi FeO chủ tráng làm 2 tăng luôn ha. Sắt 2 oxit. Rồi cái gì nữa? Lời quá lời luôn. Mỗi cái bè được. Thôi đừng cái thứ ba giùm cô cái. Cái bê bao bố là coi như là hỗn hợp hai cái kia rồi. CO, ok. Đồng hai oxit. Ra xì lộ 4. MGO. ZNO là oxit lưỡng tính rồi nghe. Clorat. Na2O. Phương Anh làm lo làm với răng mà ngồi mà cười kha kha kha. Natri oxit, ok, nam oxit bây giờ rồi, ví dụ oxit lượng tính các bạn, hai oxit lượng tính, liệt kê coi xem, cái này mong liệt kê là được là lên cuốn đi cả.
Ba oxit lượng tính quan trọng nhất cần phải nhớ, mà giờ hắn chỉ yêu cầu là có hai cái thôi. Dễ đồ. Kẹm oxit sau này đọc là gì nhỏ sai. Rồi tiếp, ai nữa không? Ai là hao ba? Nhôm oxit, ok. Rồi oxit trung tính nào? Có bao xích trung tính mình cần phải giới đúng không? Cái này thì không cần, cái này thì bỏ nước. Ra muối thì bỏ nước không? Nitơ oxit. No, nitơ oxit. Rồi CO. Carbon oxit. Tụi con làm trước là phải lo giò đáp án nha. N2O đi nitơ. Đi nitrogen oxide. Rồi chuẩn bị bài tiếp theo nào. Bài số 13. Phương Anh làm. Bài 14. Bi đi làm. 15. Bé Phương đi làm. 16. Hải đi làm. 17. Bé Na đi làm. 18. Hoàng đi làm. 19 là Phim. Rồi câu 13. Câu 13 của Phương Anh. Oxit Bayer là những oxit tác dụng được với dung dịch axit để tạo thành muối và nước. Cho ví dụ một oxit Bayer tan và một oxit Bayer không tan tác dụng với axit đó. Và axit mình chọn tùy ý nha. À đâu tùy ý đâu. Viết phương trình vỡ của chúng với dung dịch HCl. Rồi oxit Bayer tan thì có bốn cái mình cần nhớ là Na2O, K2O, CaO và BaO. Rồi oxit Bayer tan này CaO cộng 2 lần HCl cho ra CaCl2. Rồi oxit Bayer không tan, Phương Anh chọn MgO. Ok. Bài 14 của con bé Việt là trật nha. Bài 14 nó yêu cầu là oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ, tức là dung dịch kiềm á, tạo thành muối và nước. Hãy cho ví dụ 3 oxit axit và viết phương trình vỡ của chúng của dung dịch nào ha. Lấy oxit axit ra viết ví dụ nha. Oxit axit là khi nãy con bé Phương cho ví dụ mấy cái vậy không? À bé Na. Bé Na. Rồi hắn không lộ với Phương kia. Nhớ nghe, oxit axit có 4 cái mình cần lưu ý là gì? CO2, SO2, SO3, BH5. Tác dụng SO2 thì ra muối SO3. Tác dụng SO3 thì ra muối SO4. Tác dụng CO2 thì ra muối CO3. Tác dụng pH 5 thì ra muối gì? PO4. Riêng muối PO4 là hóa trị mấy? Hóa trị 3. Còn muối CO3, muối SO3, muối SO4 đều là hóa trị mấy? Hóa trị 2. Hiểu chưa? Viết 3 ví dụ oxit axit tác dụng với nền dung dịch nào ha. Rồi, bé Linh chọn cái nhất SO2. Nhớ nghe.
Nếu là SO2 thì tạo thành muối gì? Muối SO3. Natri hóa trị 1, NaOH hóa trị bộ, SO3 hóa trị 2. Muối sẽ là Na2SO3. Rồi tương tự chọn CO2. Với lên chưa không bằng nha. CO2 giống SO2 luôn, ra muối Na2CO3. Rồi lên chọn cái thứ ba SO3. SO3 thì sẽ ra muối SO4. Na2SO4 cộng H2O. Rồi bài 15. Oxit trung tính là những oxit không tác dụng với axit bazơ nước. Đề nó cho một dãy và nó yêu cầu xác định đâu là oxit trung tính dạt luôn. Trong cái dãy thì chỉ có oxit nào là oxit trung tính thôi. Mình có Na2O là oxit bazơ, CuO là oxit bazơ, Fe2O3 là oxit bazơ, NO là oxit trung tính, SO2 là oxit axit, CO2 là oxit axit, CO là oxit trung tính, Cl2O7 là oxit gì? Axit. CrO3 cũng là oxit axit. Cr là kim loại nhưng mà CrO3 trong đó Cr có hóa trị mấy? Hóa trị 6. Cho nên nó là oxit axit. Câu 16 của Hải nè. Phân loại oxit nè. Thì có 4 là oxit axit. Oxit bazơ. Oxit lưỡng tính và oxit trung tính. Bây giờ anh chàng thứ nhất K2O là oxit bazơ. Anh chàng CO là oxit bazơ. Fe2O3 là oxit bazơ. CrO3 là Cr hóa trị mấy? Hóa trị 6. Cho nên nó sẽ là oxit axit. Mặc dù Cr là kim loại nhưng mà kim loại có hóa trị 6 trong cái oxit thì nó sẽ là oxit axit. CO2 là oxit axit. Al2O3 là oxit lưỡng tính, đúng rồi nè. NO là oxit trung tính, ok. CO2 là oxit axit. NO2 là oxit axit, ok. Cl2O7 là oxit axit, ok luôn. Duyệt nha Hải nha. Mười bảy nè. Oxit bazơ, oxit bazơ thì sẽ có công thức bazơ tương ứng. Thì ở đây chúng ta có nè CuO. Oxit hydroxit á, công thức bazơ thì các con biết rồi. Đó là gì? Là hợp chất của kim loại với nhóm OH. CuO thì mấy? 2. Vậy bazơ tương ứng của nó là CuH mấy lần? 2 lần nè. Rồi MgO thì oxit tương ứng của nó là MgOH 2 lần nè. Fe2O3 thì oxit tương ứng của nó sẽ là FeOH 3 lần nè. Nhớ nghe OH là hóa trị 1. Chúng ta chỉ cần xác định thêm cái hóa trị của kim loại trong cái oxit bazơ thì chúng ta sẽ ghi được công thức của bazơ tương ứng. CO2O là CO hóa trị 1 cho nên bazơ tương ứng của nó là COH. K2O là kali K hóa trị 1 cho nên oxit của nó là KOH. Ok luôn. Câu 18 gọi tên của oxit. Rồi N2O đi nitơ.
beta oxit. Ok. N2O nè. Là răng magneto oxit được à, Hoàng ơi? NO mà NO2 mà răng nitơ oxit được không? Cái gì mà nitơ mố oxit đây là phi kim mà. Chỉ số chân của oxy đâu? Ừ, nitơ đi oxit. Rồi, N2O là đi nitơ oxit. Rồi, CO nào, carbon oxit. Al2O3 là nhôm oxit. MnO2 là mangan 4 oxit. CrO3 là chrome 6 oxit. Rồi, K2O là kali oxit. CO2O nhớ nghe. Đồng là kim loại có nhiều hóa trị. Trong đó CO hóa trị mấy đó? Phải kiểm đính hóa trị vậy chứ con. Chứ răng nữa. Cô nói rồi mà răng mỗi lần cô gọi tên là chẳng có dừng để ý đến cái đồng đi. HGO oxit là thủy ngân 2 oxit. Fe3O4 là sắt từ oxit. FeO. FeO à. Fe3O4 là sắt từ oxit hoặc là oxit sắt, sắt từ nào cũng được hết. Rồi 39 đâu? Rồi đây, 19 đây rồi. Viết công thức hydroxit, tức là công thức Bayer thôi á, của các oxit Bayer sau. Rồi đây, ok. Thứ nhất, K2O thì hydroxit tương ứng của nó là KOH, đọc tên là kali hydroxit. Sau này đọc là potassium hydroxide. Rồi CO nào, CO đó thì mấy? Khiêm. CO đó thì mấy? Hóa trị 2 mà đang bao giờ vậy lạ đó. Lấy sữa coi nè. Nhớ là kim loại đồng phải ghi kèm hóa trị nghe. Gọi đồng mà không bao giờ gọi thì có biết gì đâu không? Trong sách giáo khoa là bữa nay lên sách lớp 9 người ta không ghi hóa trị kèm theo với đồng vì đâu. Hợp chất thường gặp trong thực tế là toàn là đồng 2. Còn lơ hóa trị 2 đi, hiểu chưa? Còn khi tụi con gọi tụi con bỏ lơ là bị sai đấy. Ừ. Cái gì? Magie nitrat chứ đi nitơ oxit chị. Thank you.
Rồi MG. MG hóa thì mấy Kim ơi? 2 và 5. Oxy hydroxy chỉ là đó. Magie là kim loại chỉ có một hóa trị, cho nên mình không cần ghi kèm hóa trị vô. Cái chị, màu dù H2 lần chứ lần nữa. F2O3 là sắc hóa điện máy đó. Viết cái mụn sai trừ là đang đi. MGOH2 lần. MGOH2 lần. MG. Nghe không? Cái cần sửa không sửa, cái không cần sửa đi chùi làm gì? F2O3 sắc hóa điện máy đó. Sao hóa điện máy? Sức 3 mà đang biết công thức hydroxy chỉ là đó. Chứ ràng rửa cái cần sửa thì không sửa mà đi sửa cái chi rửa. Sát hóa điện máy đó. Hóa trị sửa luôn đi chứ ràng rửa. Viết số 3 lại cho đàng hoàng. Chỗ nó tắt máy. Cái hóa trị mà xác định trật lên trật xuống. Bữa sau mà xác định hóa trị con sai nữa là tôi khẽ tay đó nghe anh chàng. Rồi 39 xong, bài 20 đâu? 20 chưa thấy. 20 đâu? 20 đâu rồi? Bài 20 nè. Viết công thức oxit tương ứng của các hydroxit. Rồi NaOH thì hydroxit oxit tương ứng của nó là Na2O. Gọi tên natri oxit hay sau này còn gọi là sodium oxide. LiOH. Oxit của nó là Li2O. Là lithium oxit. Khi viết bài xong chưa? BaOH 2 lần. Oxit là BaO là beri oxit. SRoH 2 lần. Oxit là SRoH. Strong tioxic. Ok.